Con biết con đó là con gì không? Con ong á. Ôi, đừng đụng nó nghe, đụng nó là coi như nó chích đó. Đó, đó nó bay kìa. Xuống đằng kia kìa. Thấy chưa? Thôi học chưa? Đừng đụng con ong nha. Chích đau lắm á. Giờ Thảo sẽ quay nữa cây chuỗi ngọc cho quý vị xem nha. Hôm nay nó có một cây sai trái thôi và nó đã chín rực hết rồi. Những cây khác nó cũng chín nhưng mà nó không có nhiều. Siêu quậy của Thảo đây. Thôi giờ để mẹ đi hái nho chuỗi ngọc nha. Trong sân vườn Thảo á có mấy bụi cây nho chuỗi ngọc nè quý vị. Bây giờ Thảo sẽ thu hoạch nó để vào làm siro uống. Nho chuỗi ngọc này có rất là nhiều vitamin C á. Năm nay thì cái cây này đậu nhiều nè. Còn những cây kia thì nó đậu ít quá à. Đó quý vị thấy không? Cây này thì nhà Thảo trồng ngay hàng rào nè. Chút mịt trong kia nó nè. Nhiều lắm, chút phải ra ngoài đứng hái mới được. Mỗi năm thì tới 3 cây có. Thảo hái rất là nhiều. Giờ Thảo đi qua cây bên kia nha. Cây bên này năm nay thì ít quá nè. Còn năm rồi nhiều lắm. Nhưng mà vẫn chín hết rồi đó. Và còn một cái cây này nữa nè. Năm nay hơi ít. Lưa thưa dài chùm thôi à. Chứ năm gọi hả? Nhiều lắm. Hôm nay coi nè. Chắc là do mưa nhiều đó. Rồi cái bông nó không có đậu nhiều. Thôi giờ Thảo đi thu hoạch nho nha. Nho vậy nè quý vị. Nhìn cái đít nho giống như là trái trứng cá. Năm rồi á nó đậu nhiều, ba cây nhiều lắm nên Thảo có kêu người quen lại cắt bớt á. Rồi khi mà mình thu hoạch cũng không có thu hoạch kỹ nữa. Năm nay ít trái nè cho nên chắc là thu hoạch phải kỳ kỹ. Và Thảo thu hoạch được nhiêu đây, chắc hơn ký một chút quá. Mình sẽ lượm lá ra. Và nho chuỗi ngọc mình đã rửa xong rồi nè quý vị. Tí nữa cho nó gáo nước ha. Rồi mình nấu siro. Giờ Thảo sẽ cân nho chuỗi ngọc được bao nhiêu nha. Ấm về số 0. Rồi, để nguyên cái rổ lên. Này là 1,5 kg nha. Tí Thảo đổ nho chuỗi ngọc vào trong nồi. Rồi mình cân lại cái gỗ mình trừ. Bây giờ Thảo đổ nho chuỗi ngọc vào trong nồi nha. Mấy cuốn này mình khỏi lập, mình nấu xong rồi cái mình sẽ đổ qua mình rây lại một lần nữa cho nó trong nước luôn á. Ở đây nãy mình cân 1,5 kg
trừ cái rổ 120 là còn 1 ký 3 80. Ở đây Thảo có 1 ký đường ha, Thảo cho vào trong đây. Giờ mình sẽ bắt lửa lên nha. Mở lên số 4. Mình sẽ xơi đường lên. Rồi, giờ Thảo cho vào ít muối nha. Khoảng 3 gram muối. Này, si rô chủ ngọc của Thảo là có thêm 3-4 trái dâu vô nữa. Mình không cần đổ nước vào nha quý vị. Mình nấu cho nước đường với chất của nho chủ ngọc nó ra thôi. Thảo sẽ để nắp lại. Lúc này mình nấu nước đã sôi rồi nè. Thảo sẽ dùng cái đồ dầm khoai tây nè. Thảo dầm nho chuối ngọc cho nó rã ra ha. Khi mình dầm nho chuối ngọc xong rồi đó, mình để nắp lại, mình nấu thêm 10 phút ở lửa nhỏ. Và 10 phút cũng đã trôi qua rồi. Thảo sẽ đảo đều nho chuối ngọc lên một lần nữa nha. Sau khi đảo đều xong rồi, mình sẽ tắt lửa. Lúc này còn nóng nè. Thảo đổ siro ra gỗ, Thảo gây luôn nha. Thảo dùng cái muỗng á, mình đẩy cái chất siro xuống. Giờ Thảo sẽ rây lại lần nữa nha. Mình sẽ lấy cái phối này nè. Đẩy. Thì cái nước siro nó xuống lẹ hơn. Giờ mình đã lượt xong rồi nè. Mình sẽ để cho hơi nguội. Rồi mình cho vào trong keo sành gì đó. Rồi mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào uống cái bắt đầu mình lấy ra. Mình cho vào trong ly đá. Mình quậy lên mình uống nha. Rồi sau khi mình rây rồi đó, mình thấy có bọt. Mình vớt bọt nha quý vị. Và mình chờ siro nguội, mình đổ ra keo nha. Và bây giờ Thảo sẽ đổ siro vào trong cái keo sành này nhé. Và mình đổ được cái keo này. Và thêm một cái keo nhỏ nữa. Trong lúc mình đổ siro vào trong keo á, nó dính một miếng siro trên thành nè. Mình dùng giấy mình lau cho sạch nha. Mình sẽ đậy lại nha. Để bảo quản lâu tốt nhất, mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh lúc nguội. Và video chia sẻ cách làm siro nho chuối ngọc của Thảo đã hoàn tất rồi. Cảm ơn quý vị đã xem video nha. Nếu như quý vị thấy thích video của Thảo thì đừng quên cho Thảo một cái like, đăng ký kênh và chia sẻ video dừng cùng xem ủng hộ mẹ con Thảo nhé. Và chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị video sau. Bye bye. Bye bye.